Và xin chào quý vị và các bạn đã đến với lượt trận livestream tiếp theo, và đây là lượt trận chung kết của nội dung đôi nam 1450 điểm giữa hai cặp đôi. Ở gần màn hình quý vị và các bạn là Hoàng Alpha và anh Luân Alpha. Ở phía xa màn hình là anh Cẩm Văn Tải, người đến từ Bình Dương, và sự kết hợp giữa Bình Dương và Đắk Lắk. Dương nhỏ Đắk Lắk. Và chặn bóng rất tốt của anh Cẩm, 15 đều. Lối bóng 1. Một cú lip lốp và dâng lưới không thành công của anh Luân. Và backhand đi ra ngoài và 30 đều. Đây là một thế trận cho là cực kỳ cân bằng. Bóng vẫn còn. Vâng, nhưng tới pha đập smash thứ 3 thì phần thắng đã thuộc về cho anh Cẩm Văn Tải. Đó là một pha forehand cực kỳ uy lực. Và kết thúc game đấu đầu tiên 1-0 dành cho Dương Nhỏ và Cẩm Văn Tải. Và ở phía cụm sân ở phía bên cạnh cũng là một lượt trận thi đấu bán kết của nội dung đôi nam 1325 điểm. Giữa hai cặp đôi anh Vạn Phúc và Huy Mimo sẽ đối đầu với anh Hùng Minh Phước và Vũ Đam. Ngay khi bắt đầu game đấu thứ hai là một tình huống giao bóng lỗi kép của Hoàng Alpha. Rất hay, các bạn có thể thấy độ lì lợm của anh Luân Alpha và pha xử lý bóng vô lê cực kỳ khéo léo vừa rồi. Thì các bạn có thể thấy thì những cú né trái đánh phải của Dương Đắk Lắk là rất nặng và cực kỳ uy lực. Lối bóng 1. Bây giờ mới thấy Châu vào cổ vũ cho team của Đắk Lắk. Đó là một pha thét lên tiếc nuối của Dương Nhỏ trong pha di chuyển và lấy bóng vừa rồi. Và đó là một pha buông bóng chuẩn xác của Dương Nhỏ trong tình huống vừa rồi. 30 đều. Xin chào hơn 100 khán giả đang xem và theo dõi livestream. Rất hay. Một pha ép bóng và dâng lưới cực kỳ dứt khoát của Dương Đắk Lắk trong tình huống vừa rồi. Và đây lại là một break boy. Break boy được xuất hiện cho Dương Nhỏ.
30, 40. Và đó là một pha giao bóng lối kép 2-0 cho anh Cầm Vận Tải và Dương Nhỏ. Vâng, đó là một pha sờ mát bóng đi ra ngoài. 0-15. Lượng khán giả càng ngày càng đông. Và đây là lượt trận chung kết của nội dung đôi nam 1450 điểm trong khuôn khổ giải tranh cúp Chánh Nghĩa Group. Bóng vẫn còn. Một cú lốp bóng rất tốt của anh Luân. Bóng vẫn còn. Vâng, đó là pha lốp bóng liên tiếp thứ 3. Pha lốp thứ 4. Và sự dâng lưới của Hoàng An Pha có vẻ như làm cho cú xử lý của Dương Đắk Lắk không chính xác. Dạ, em xin chào anh Giang TN và trận chung kết 1850 sẽ được diễn ra sau trận đấu này. Và theo thông tin bình luận viên được nắm bắt thì vâng, đó là một pha bắn thẳng vào vị trí của anh Cẩm. Một pha swing forehand cực kỳ nặng của Hoàng An Pha. Trận chung kết nội dung đô nam 1850 điểm sẽ được diễn ra ngay sau trận đấu này giữa hai cặp đôi Khoa Đen và Dương Đắk Lắk. Cặp đôi còn lại là cặp đôi của Tú và Kiệt BKMX, nếu như bình luận viên nhớ không nhầm. Vâng, em xin cảm ơn anh Quốc Hải. Một lời cảm ơn dùm cho anh Lâm. Và anh Lâm cũng hiện đang có mặt tại sân và đang theo dõi lượt trận chung kết này. Liệu Hoàng An Pha có tận dụng được cơ hội bẻ break này hay không? Vâng, không cần tận dụng thì anh tại anh Cẩm Vận Tải cũng đã giao một pha đúp phốt trong tình huống 30-40 vừa rồi. Và ở trong game đấu tiếp theo, một game đấu được cho là rất lợi thế cho Dương với những cú return rất nặng. Chúng ta vẫn chưa thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Và bây giờ game đấu thứ tư, anh Luân An Phà sẽ là người cầm ra bóng. Cắt bóng và dâng lưới. Vâng, đó là một pha buông bóng chuẩn xác của Hoàng và anh Luân. 15-0. Và pha thay đổi chiến thuật ngay trong game đấu điểm số thứ hai.
rất hay, một pha forehand winner. Lưới bóng một. Bóng dường như vẫn còn. Đó là một pha bao quát và lấy lưới rất tốt của anh Cầm Văn Tái. Và là một chiến thuật quen thuộc. Bóng vẫn còn. Vâng, đó là một pha quyết định bao quát lưới của anh Cầm Văn Tái để tung ra cú smart, nhưng cú smart của anh lại trúng cạnh vợt và đi ra ngoài. 30 đều. Vâng, một cú backhand cực kỳ bất ngờ. Các bạn có thể thấy pha giao bóng của anh Luân và trong tình huống vừa rồi là không hề nhẹ. Một pha giao bóng rất khó vào phía backhand. Nên anh Cầm Văn Tái đã quyết định ôm backhand trong tình huống vừa rồi. Một pha ôm backhand bóng passing dọc dây. Rất tốt. Và Rick Boy lại được xuất hiện. Và trọng tài đã chỉ tay xuống đất trong tình huống đập smart vừa rồi của Dương. 3-1. Rồi bóng 1. Vâng, đó là một pha xử lý vô cùng điềm tĩnh của anh Cẩm. Vâng, đó là một radar rất chuẩn xác đến từ Dương Nhỏ Đắk Lắk. Một pha cảnh báo cho bằng đầu của mình bỏ bóng trong tình huống vừa rồi. Rất hay. Bóng vẫn còn. Vâng, nhưng lần này thì cú backhand của Hoàng lại không còn chuẩn xác. Và phản xạ lưới khi đang di chuyển của anh Luân Alpha là rất tốt. Trong thế trận này thì phong độ của Dương và anh Cẩm Văn Tái đang là tốt hơn. Vâng, một tiếng thốt lên trời ơi sau pha giao bóng lỗi kép vừa rồi của Dương Đắk Lắk. 40-15. Lỗi bóng 1. Đây là pha đôi công hiếm thấy của anh Luân và Dương. Bóng vẫn còn. Rất hay, đó là một pha xử lý cực kỳ tinh tế của Hoàng An Pha. Pha rớp shot và không cho đối phương cơ hội di chuyển.
Hoàng Văn Phà đã quyết định tăng lực trước. Lip lốp. Và bóng ra ngoài. Dạ em xin chào chị Lê Thị Tuyết Hạnh. Vậy đó là câu cửa miệng của Dương Đắk Lắc luôn hay sao chị? Xin chào hơn 150 khán giả đang xem và theo dõi trực tiếp qua livestream trên trang fanpage Tennis Vinh Infinity. Và giải quốc vợt kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Chánh Nghĩa, tranh cúp Chánh Nghĩa Group là giải đấu mà các bạn đang xem và đang theo dõi. Châu giải này có vẻ cố vũ hơi nhiều mà không thấy thi đấu đâu nha Châu. Trong game đấu tiếp theo, Hoàng Alpha là người cầm ra bóng. Lưới bóng một. Và dường như đó là một tình huống bóng hai vợt. Và đó là một cử chỉ rất fair play của Luân Phạm. Vừa rồi là một pha giao bóng tốt của Hoàng, khiến cho cú né trái đánh phải của Dương Đắk Lắc bóng đi không chính xác. Ba mươi, mười lăm. Lối bóng một. Rất hay. Một cú đánh của Dương Nhà Đắk Lắc mà đến anh Luân Alpha và Hoàng Alpha phải giơ tay vỗ tay cho pha forehand rất uy lực vừa rồi. Vâng, một pha đập smart rất chất lượng. 40-30. Cơ hội để rút ngắn tỷ số trong trận đấu này dành cho Hoàng Alpha và anh Luân. Và trọng tài xác định lỗi bóng một. Rất hay, một pha xử lý vô lề rất gọn gàng. 4-2 trong lượt trận chung kết nội dung đô nam 1450 điểm này. Vâng, rất hay, đó là một cú forehand có vẻ như bóng đã khẽ chạm cạnh vợt và đi theo một hướng rất khó trong tình huống trả return vừa rồi. Lối bóng một. Rất hay. Độ sung mãn và độ dư nhịp của
Cặp đôi đến từ Bình Phước dường như đang dần trở lại. Mặc dù cặp đôi của anh Cẩm và Dương đang là lợi thế dẫn trước, nhưng chỉ cần một tí lơ là hay trong một tình huống bóng thì nó sẽ phải trả giá ngay. Vâng, em xin chào anh Trần Đình Dũng và chào tất cả các quý vị khán giả đang xem và theo dõi livestream. Vâng, rất hay, một pha kết hợp rất nhịp nhàng, một cú forehand nhắm thẳng vào vị trí của anh Cẩm và anh Luân dứt điểm bằng một pha gõ smart rất gọn gàng. Đó là một pha lưới không trúng mặt vợt của Dương. Có vẻ như nhịp độ trận đấu đang dần nghiêng về cho cặp đôi đến từ Bình Phước. Và trong game đấu tiếp theo, khi Luân Alpha cầm ra bóng và game đấu này nếu như bảo vệ được thì đó sẽ là hứa hẹn một trận chung kết cực kỳ căng não, giống như là trận bán kết vừa trôi qua. Vâng, đó là pha tràn lưới lấy bóng không chuẩn xác của Hoàng An Phà. Điểm số đầu tiên trong game đấu thứ 8 dành về cho cặp đôi của Cẩm Vận Tải và Dương Nhỏ Đắk Lắk. 0-15. Bóng vẫn còn. Vâng, đó là nỗ lực di chuyển rất nhanh của anh Luân An Phà. Trước đó là một pha di chuyển bọc lót luôn cho Hoàng trong tình huống với bóng vừa rồi. Giải trình là cực kỳ nhanh nhưng nó vẫn chưa đủ để tạo ra độ chính xác trong pha cứu bóng vừa rồi. Vâng, con số của lượt livestream lần này đang là một con số kỷ lục ở trong ngày hôm nay. Xin chào 530 khán giả đang xem và theo dõi livestream đường tường thuật trực tiếp trên trang fanpage của Tennis Vinh Infinity trong khuôn khổ giải tranh cúp, giải tranh nghĩa group. Năm 39, một con số rất đẹp cho một lượt trận chung kết ngày hôm nay. Và lần này là cơ hội rất cao, rất nhiều cho cặp đôi của Dương và anh Cẩm. Vâng, em xin chào anh Hiền Sô-cô-la. Một vận động viên rất mồm mỉm và dễ thương. Ngày hôm nay em chưa kịp coi anh thi đấu, anh đã đi đâu mất tiêu rồi.
Vâng, đó là pha phòng thủ cắt bóng nhưng không thành công. Và số lượng người livestream hiện tại đang là rất đông, người đang xem livestream trực tiếp đang là rất đông. Gần 550 người. Vẫn là những lời bàn luận chiến thuật và những lời động viên dành của team Alpha Bình Phước đang dành cho nhau. Sút như bình luận viên, Châu cứ nói quá. Sút. Vâng, rất nay. Và một pha cắt lốp bóng đi ra ngoài của anh Luân. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem và theo dõi livestream. Cơ hội cho cặp đôi của Dương Đắk Lắk và anh Cầm Văn Tải ngày hôm nay và ngay giờ phút này là rất nhiều. Tỷ số hiện tại đang là 30-15 và tỷ số lớn đang là 5-3. Tiếp lốp. Vâng, một pha dê về lấy bóng rất xuất sắc của anh Cầm Văn Tải trong tình huống vừa rồi. Và đây là Matchboy đầu tiên. Matchboy đầu tiên xuất hiện trong trận đấu dành cho cặp đôi của Dương Đắk Lắk và anh Cầm Văn Tải. Vâng, đó là pha drop shot không thành công. Bạn có thể thấy những lời là khích lệ của anh Luân dành cho Hoàng và kể cả sự quyết tâm của Hoàng trong tình huống trả ra bóng này. Lối bóng 1. Và Hoàng Phà vẫn chưa có chỉ đạo để anh Luân lên lưới. Rất có khả năng đây là một pha sút thẳng vào vị trí lưới. Chính xác là một pha sút thẳng nhưng pha sút bóng vừa rồi bóng không qua lưới. Và xin chúc mừng cặp đôi anh Cầm Văn Tải và Dương Đắk Lắk đã đăng quang ngôi vô địch trong nội dung 1450 điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ngay sau đây ở lượt trận chung kết của nội dung đôi nam 1850 điểm. Rất nhiều lời chúc mừng và những lượt like thả tim dành cho cặp đôi Cầm Văn Tải và anh Dương. Và tất nhiên cũng là những lời khích lệ rất nhiều dành cho cặp đôi Alpha vừa giành chiến thắng trong một lượt trận rất nghẹt thở trước đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong lượt livestream tiếp theo.